đâu? Không nghe không? Còn có chỗ không? Có chỗ đi đấy. Xuống dưới đi, xuống dưới cho nó thoải mái. Xuống đi anh. Còn rất đông. Cây từ từ nó cứ bừa bừa ra nhỉ. Làm đâu công ty máy tính này. Anh nó lúc nãy vừa cà phê với anh Chi xong. Bây giờ lại cà phê với anh Thuận. Còn Phi thường thì chưa dậy bởi vì hôm qua uống rượu nhiều quá. Say đang đau đầu, đang xử lý công việc. Xong công việc đấy lại tiếp tục gặp nhau. Thank you.